nhìn hả lão bà à chỉ ra một chia sao thì sao ở treo pha sư huy ở chim đèn mà ở sỉ sư xoay ở sân cao yên vị ủ sỉ ngựa sang cung phấn ở thị trung ủ sỉ ngựa y cung chim của hải thành chị huân của cao cung bi dê lớn của cha giáo sư cơ rắn của phu của hải thành chị huân của phu pha si phủ của chia sao hảo lớn chia sẻ các bạn Chia sẻ lão bạn. Em đã sang Đài Loan lần nào chưa? Chưa. Em có người thân bên Đài không? Dạ không ạ. Em có sợ vất vả không? Dạ không. Ở Việt Nam em làm công việc gì? Dạ em từng làm công nhân ạ. Ừ. Chia sẻ lão bạn.